Yo, hello anh chị em. Rất nhiều người đề xuất tôi làm thêm cái gì đó về listening. Thời gian gần đây thì tôi tập trung làm speaking, reading, writing, không làm listening là bởi vì sao? Không phải bởi vì tôi không có gì để nói, nhưng mà chẳng qua là listening rất là khó. Để anh chị em có thể upload những cái audio này kia lên trên YouTube. Tại vì kênh của tôi thì nó là, dù sao nó cũng là kênh chính thức rồi. Tôi không thể nào tôi up những cái audio mà nó không phải là tôi làm ra. Tức là audio đó mà nó có giọng nói của các cái bên khác, tức là có thể là của Cambridge hay là của sách giáo trình này nọ, thì nó cũng không được anh chị em ha, tại vì đó cái bản quyền của họ. Cho nên là anh chị em thông cảm là tôi không có gọi là chia sẻ nhiều được. Nhưng mà hôm nay thì tại vì tôi nghĩ là rất nhiều người inbox tôi, nên là tôi đã phải nhờ người thân tôi bên Mỹ voice cho tôi một số cái câu để tôi có thể hướng dẫn anh chị em cái gì đó ha. Tức là không phải là cái audio của người ta, mà tôi nhờ người thân của tôi voice, rồi sau đó là chỉnh giọng chút xíu. Rồi vậy thì tôi có một cái bản cập nhật mà các anh chị em mà đã nghe listening của tôi nhiều thì nghe chia sẻ tôi nhiều thì mọi người chắc đã biết qua cái thư viện nghe chép chính tả của tôi rồi. Thì cái này là mọi người đã nghe full, nghe chép full, tức là trong đây nó có mấy cái đục lỗ bình thường mọi người vẫn biết đó. Chẳng hạn như tôi bấm vô đây thử mọi người xem nè. Thì đây nó có những cái nó có những cái gọi là câu hỏi, rồi những cái chỗ mọi người cần tập trung để mọi người nghe những chỗ đó. Đó chẳng hạn. Thì cái này là có âm thanh rồi, thì cái này mọi người biết rồi. Nhưng mà hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người thêm một cái bản nâng cấp mà có thể giúp cho mọi người, mà tôi không biết là liệu là mọi người cảm thấy nó có hợp lý hay không, là series mini quiz. Mini quiz này là cái thư viện để cho mọi người có thể luyện để mà khởi động tai chút xíu trước khi mọi người vô nghe full một bài. Nhưng mà nó cũng là cái gì đó test để mọi người có thể án chừng được cái band của mọi người á. Tại vì nó là cái mình có thể có thuật toán để mình xem coi là ok mình đang như thế nào so với những người còn lại. Thì đây tôi sẽ bắt đầu mọi người bằng cái quiz lượng từ. Hôm nay tôi sẽ thực hành với mọi người luôn. Đó, lượng từ. Lượng từ là gì? Lượng từ là những cái từ mà chỉ như là số lượng, chẳng hạn như là 1, 2, 3, 4, hoặc là tất cả, hoặc là một vài cái gì đó ha. Đại loại như vậy thì gọi là nôm na là lượng từ. Vậy thì ở đây tôi có cái tác vụ cho mọi người là điền không quá 3 chữ. Tức là một chữ cũng được, hai chữ cũng được, ba chữ cũng được, tùy câu. Nhưng mà miễn sao là đừng có quá 3 chữ đối với cái tác vụ này. Và tôi có cái audio ở đây. Thì tôi sẽ để cho mọi người đọc tất cả dòng này, nhưng tôi che lại ở chỗ này. Cái nhiệm vụ mọi người là phải tìm ra cho tôi xem là trong cái chỗ tôi che là nó có cái gì, người ta nói cái gì. Và dĩ nhiên đây mình chỉnh tốc độ được, cho nên là cái luật chơi của tôi là tôi sẽ lần đầu tiên tôi sẽ cho mọi người nghe tốc độ chuẩn. Lần thứ hai tôi sẽ slow down nó khoảng chừng 0.75 để một số người ở cái band điểm yếu hơn người ta có thể hấp thu được. Ok mọi người ha. Rồi tôi đếm từ 1 đến 3 là tôi sẽ bắt đầu bật cho mọi người nghe. Mọi người lấy giấy bút hoặc là bình luận đâu đó trong điện thoại mình ha, để mình xem coi mình đúng được bao nhiêu câu ha, để mình xác định cái band. Rồi 1, 2, 3, nghe nè. And what about the parking? Yeah, that's all included. Sao mọi người thấy âm thanh tốt không? Nghe lại ha. And what about the parking? Yeah, that's all included. Rồi, phiên bản 0.75 mình cho những người nào yếu hơn chút xíu. And what about the parking? Yeah, that's all included. Yeah, that's all included. Tức là tất cả đều được bao gồm. Nhưng mà tất cả đều được bao gồm, vậy thì cái lượng từ all ở đây là rất là khó chịu. Số người người ta không có nghe quen cái sự mà linking, cái sự mà nó liên kết cái thằng phẩy S ở đây mà nó link qua thằng này luôn, thì mọi người sẽ rất là khó để nghe ra. Và chỉ một cái chi tiết nhỏ như này thôi mọi người có thể là mất điểm. Tại vì người ta hỏi chẳng hạn như là tất cả chi phí đó là được được trả chưa, hay là có chi phí nào chưa chưa được trả tiền trước hay không, thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta phải nghe được cái chữ ô đó thì chúng ta mới thật sự là xử lý được cái câu trả lời. Đó, vậy thì những cái lượng từ này anh chị em nào mà chưa có rõ là phải học kỹ, phải nghe chép trong thư viện chính tả nhiều để cho mình quen với cái âm thanh đó khi mình đi thi. Rồi câu tiếp theo nhá. Hy vọng là mọi người làm đúng cái câu đầu ha, câu đầu dễ đúng không? Rồi nghe tiếp nè. I'll make sure I've got a few people to help me. Lần hai nha. I'll make sure I've got a few people to help me. Rồi phiên bản nghe chậm nè, trong số người bên yếu hơn. I'll make sure I've got a few people to help me. Câu này cũng khá là trực quan đúng không? A few people, a few people, a few là một vài đúng không? Vì lý do nào đó một số người thì người ta vẫn biết chữ này phát âm như thế nào, vẫn hiểu nghĩa nhưng mà người ta không nghe ra. Cái rất là thú vị. Thì cái này mọi người hãy lưu ý đúng không, là chúng ta sẽ phải nghe khởi động thường xuyên hàng ngày những cái chữ này, những cái lượng từ này, để khi mà chúng ta vào bài thi chúng ta sẽ có sự tự tin. Rồi so far cho đến nay thì hai câu này tương đối là dễ. Nghe câu thứ ba nè.
Let me take down some of your details. Nghe lại nhá. Let me take down some of your details. Cái chữ well này Huy không có lấy ha. Không có chọc câu đi vô ha. Mà cái đó thì could be chắc là tí Huy bỏ chữ đó luôn. Cũng không có ảnh hưởng lắm. Trời, cái phiên bản nghe chậm nha mọi người. Let me take down some of your details. Let me take down some of your details. Đó. Some of your, chỗ này rất là nhiều người nghe sai. Some of your, some of your. Kiểu giống như nó hơi có cái đoạn lướt một cách rất là đỉnh đạt ở chỗ này ha, nó liên qua luôn. Trong truyền thông nó là some xong rồi cắt ra of your. Now, nghe lại nha. Let me take down some of your details. Nào, rõ ràng không? Some of your. Rất là khó chịu. Rồi, hy vọng là mọi người câu này vẫn làm đúng ha. Câu số 4 nè, nghe nha. I started studying at this university a couple of weeks ago. Có sợ không? Tự nhiên tôi đổi qua accent khác đúng không? Tôi đang cho ra ba câu accent dễ nghe, tôi đổi qua cái accent nó hơi lạ xíu. I started studying at this university a couple of weeks ago. Rồi, bây giờ Huy sẽ cho mọi người nghe phiên bản nghe chậm nhé. I started studying at this university a couple of weeks ago. Nếu như bây giờ mà mọi người nghe được đúng không thì tôi nghĩ là mọi người cũng khá đó, còn nếu mà mọi người không nghe được thì không sao, chúng ta học thôi. Đó chính là a couple of, giống như kiểu một vài tuần trước, hai ba tuần trước, hai ba tuần đúng không? Thường sẽ là hai ba tuần. Rồi, thì chúng ta qua câu 5 nè. Lần đầu tiên là nghe tốc độ chuẩn. I've done several different things since I joined the club. I've done several different things since I joined the club. Rồi, tôi giảm tốc độ xuống xíu cho một số người khác người ta nghe được ha. I've done several different things since I joined the club. Rồi, chính là several different things. À, tức là một vài thứ khác nhau. Mọi người ha, một vài thứ khác nhau. Several different things. Rồi mình sẽ nghe thử câu tiếp theo ha. Câu này chắc đối với Huy là Huy thấy nó tương đối là bình thường, dễ. Không có vấn đề gì hết. Đa số mọi người, tôi cũng kỳ vọng mọi người phải nghe được câu này. I'd have plenty of time to get to your office. Oh, câu này thú vị. Câu này cũng khá là vui. I'd have plenty of time to get to your office. À, rất nhiều người không biết chữ này. Rất nhiều người không biết chữ này nha, tôi sẽ giảm tốc độ lại xíu. Chữ này nghe thì dễ nhưng mà cái ý nghĩa thì số người không biết. I'd have plenty of time to get to your office. À, plenty of time, rất nhiều thời gian. À, rất là nhiều thời gian. Ai không biết chữ này thì học ha, chữ này quan trọng trong listening nha anh chị em. Thì trong tương lai Huy hy vọng là Huy sẽ tạo ra nhiều 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 cái quiz như thế này, giống như cái series quiz reading của tôi á. Đúng không? Để vài trăm câu cho mọi người làm để mọi người không biết học gì thì học đúng cho mấy trăm câu đó rồi đi thi cho nó khỏe. Đúng không? Rồi, nghe tiếp nha. Câu số 7. Most of the boys at my school play rugby. Một lần nữa. Most of the boys at my school play rugby. Một số người thấy câu này khó nha anh chị em, một số người á. Huy cứ xen kẽ câu dễ câu khó đó. Most of the boys at my school play rugby. Được không? Most of the boys. Số người người ta không thích cái kiểu mà most of. Most of. Đừng có kỳ vọng người ta sẽ đọc cho mình là most of. Most of. Không đòi đọc vậy đâu ha. Người ta sẽ kiểu gì cũng sẽ link vào ha. Giờ tôi đọc lên 1.25 cho mọi người nghe đó. Còn kinh khủng một số cái script người ta đọc. Nhanh nó nghe nó rất là khó chịu. Most of the boys at my school play rugby. Mà dù Huy vẫn nghe được thôi ha. Nhưng mà anh chị em mà nghe nhanh như thế này, anh chị em nghe không quen là sẽ mất ngay được cái này luôn ha. Most of the là phần lớn, đa số, hầu hết những cái người con trai em trường tôi chơi cái môn thể thao rugby. Rồi, câu cuối cùng nha. Much of the stress people feel doesn't come from studying. Rồi, nghe lại. Much of the stress people feel doesn't come from studying. Nào, phiên bản nghe chậm nhé. Much of the stress people feel doesn't come from studying. Much of the stress. Much of. Nó lại tiếp tục có những hiện tượng linking là cái I mean, cái lượng từ nó khó chịu ở chỗ là những cái vấn đề như thế này nè. Những vấn đề linking nó làm cho mình kiểu tại sao lại link như thế này chỉ cho khó khó hiểu nhờ. Nhưng mà cái bản chất tiếng Anh nó như vậy.
chị em phải làm quen với cái âm thanh đó. Thì những người mà người ta nghe quen thì tôi nghĩ là ở band điểm từ 7 trở lên người ta cũng chả quan tâm đến cái âm thanh này đâu, còn người ta sẽ cân hết. Thì đúng không, những người như tôi với anh chị em thì chúng ta cần phải, nếu mà ở band điểm thấp hơn chúng ta sẽ phải làm việc cái này nhiều, thì tôi khuyến nghị mọi người là khởi động tai trước khi nghe chép chính tả bằng những series như thế này. À, thì nếu như mà ai cảm thấy series này, cái ý tưởng mà mình tạo quiz như thế này hay, giúp cho mọi người tập trung vào một số cái cần thiết thôi, tiết kiệm thời gian, thì mọi người có thể cho Huy like, bình luận để Huy tiếp tục làm những series như thế này về listening cho mọi người nghe cho vui ha. Rồi, ai mà không, những người mà là trong hội viên á mà chưa có truy cập được cái mini quiz này ha, mọi người không biết cái chỗ á, thì mọi người nói Huy ha, Huy hướng dẫn mọi người truy cập nha, anh em hội viên ha. Rồi, bye for now.